À, thương xin chào các bạn khán giả của kênh Bóng Đá 24h TV. Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật những thông tin hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay. Trong bản tin thể thao nóng nhất 24 giờ hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị những thông tin nóng sau đây. Kia t tì tìm được người giải quyết bài toán mất cân bằng ở Hoàng Anh, Gia Lai. Kiatisack Senamuang loay hoay tìm kiếm phương án cân bằng giữa tấn công và phòng ngự ở Hoàng Anh Gia Lai và phải chờ đến phút thứ 76 giữa Sài Gòn FC và Hoàng Anh Gia Lai, ông mới tìm ra một cái tên có thể hy vọng. sắc tiếp tục đi vào vết xe đổ của mình ở những trận đấu giao hữu, ông tiếp tục xếp bộ đôi tiền vệ trung tâm thiên về tấn công là Lương Xuân Trường và Trần Minh Vương, phía trên bộ ba trung vệ và phía dưới là bộ ba tiền đạo. Năng lực phòng ngự vốn là hạn chế của Xuân Trường và Minh Vương sớm bộc lộ nhất là khi họ phải đối đầu với hai tiền vệ trung tâm giàu năng lượng bên phía Sài Gòn FC là Gu Sang Hu và Cao Văn Triển. Ở một khía cạnh khác, Xuân Trường phải đảm nhận vị trí tiền vệ mỏ neo thay cho Tuấn Anh bất ngờ bị đau dạ dày nên không thể tham gia thi đấu. Tiền vệ họ lương buộc phải chơi rất thấp ở ngay phía trên các trung vệ. Nhiệm vụ của anh chính là tham gia phòng ngự và tổ chức lên bóng cho Hoàng Anh Gia Lai. Nhưng trong bối cảnh tuyến giữa quá rời rạc và thiếu tính liên kết, Xuân Trường chỉ còn biết cách dùng những đường truyền vượt tuyến để cố gắng tạo điều kiện tiếp cận khung thành nhanh nhất cho các đồng đội. Tuy nhiên, sự lựa chọn này không mang đến hiệu quả thực sự cho mặt trận tấn công của Hoàng Anh Gia Lai. Điểm nhấn duy nhất mà người ta thấy một đường truyền vừa tuyến của Xuân Trường ở dạng ổn chỉ là pha cơ bóng cho Văn Thanh thoát xuống bất ngờ bên cánh phải. Đáng tiếc, bóng lại rót trúng đầu Văn Thanh và nảy ra khỏi sân. Sự khác biệt của Hoàng Anh Sa Lai bắt đầu từ phút thứ 76, khi Kiatisak rút Xuân Trường và đưa Việt Hưng một tiền vệ con thoi tranh chấp tốt hơn và di chuyển linh hoạt hơn hoàng anh gia lai chơi bóng ngắn nhiều hơn họ tiếp cận cầu môn theo cách thường thấy đó là tổ chức mở bóng từ trung lộ ra biên hai cầu thủ chạy cánh di chuyển áp sát vòng cấm địa rồi thực hiện căng ngang đưa bóng vào trước vòng cấm cho các tiền đạo di chuyển vào bên trong dứt điểm hai tình huống mà hoàng anh gia lai làm dung chuyển sài gòn fc cũng theo kiểu như thế một là pha xâm nhập bên cánh trái của đức lương trước khi dứt điểm làm thủ môn văn phong phải băng ra cứu thua hai là cú ra chân cực nhanh đón bóng từ tuyến hai của việt hưng đáng tiếc là bóng sút dội sang ngang Thực tế Việt Hưng chính là cái tên được nhiều chuyên gia gợi ý nhằm giúp Hoàng Anh Gia Lai có một sự cân bằng hơn trong tấn công và phòng ngự. Khác với Ngọc Quang, Minh Vương, Việt Hưng có thể chơi phòng ngự chắc chắn hơn, qua đó có thể hỗ trợ tích cực phía sau Xuân Trường và Tuấn Anh, những người mạnh về cầm nhịp lối chơi của đội bóng phố núi. Kia vẫn nói rằng ông muốn cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Hơn 14 phút mà ông chứng kiến Việt Hưng thi đấu có thể giúp Di Thái nhận ra đây là một gương mặt xứng đáng để mình trao cơ hội ở những vòng đấu kế tiếp. Phục vụ Thái Lích, Thái Lan cử đội U21 đá si game. Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Thái Lan FAT Fatis Sufafong cho biết sẽ cử đội U21 dự SEA Games 31 tại Việt Nam vào cuối năm. Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Thái Lan FAT Fatis Sufafong mới đây đã tuyên bố với truyền thông rằng sẽ cử đội U21 dự kỳ SEA Games diễn ra vào cuối năm tại Việt Nam. Tờ Thai Rat đưa tin, đại diện Liên đoàn bóng đá Thái Lan ông Fatis Sufafong cho rằng sẽ tuyển chọn các tài năng cho đội U21 quốc gia từ những giải đấu khác nhau sắp tới. Hiện tại, đội U21 vẫn chưa được định hình cụ thể để tham dự kỳ SEA Games diễn ra tại Việt Nam từ ngày 21 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12. Tờ Tharat cho rằng, việc sử dụng các cầu thủ U21 dự kỳ SEA Games 31 diễn ra tại Việt Nam là nhằm cho giải thai League không bị tạm ngưng, bởi lẽ đa phần các cầu thủ trẻ ở lứa U21 đều không phải là trụ cột của các câu lạc bộ. Mọi năm khi SEA Games được tổ chức thì giải đấu số 1 Thái Lan sẽ được tạm dừng. Tờ Tharat đưa tin, Huấn luyện viên Akira Nishino xác nhận rằng chúng ta sẽ chỉ nên tập trung vào việc sử dụng các cầu thủ trẻ ở SEA Games. Đó là một giải pháp mà cả Nishino và Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã thảo luận và đưa ra quyết định cuối. Điều này là để cho giải vô địch quốc gia Thái Lan mùa giải 2021-2022 sẽ không bị tạm ngưng. Cũng theo truyền thông Thái Lan, huấn luyện viên Nishino xem vòng loại World Cup là mục tiêu tối quan trọng với đội tuyển Thái Lan lúc này. Thái Lan hiện tại là đội đứng thứ 3 tại bảng G với 8 điểm, xếp sau Việt Nam 11 điểm, nhưng vẫn có rất nhiều cơ hội để đi tiếp khi được thi đấu 2 trên 3 trận ở sân nhà. Hoàng Anh Gia Lai ngổn ngang vấn đề, Kia ti sắc đau đầu tính kế. Thất bại 0-1 trước Sài Gòn FC ở vòng 1 V-League 2021 chỉ ra nhiều vấn đề đối với Hoàng Anh Gia Lai của Kia ti sắc Ngay từ những ngày đầu tiên trực tiếp huấn luyện, Kia ti sắc đã nhận ra những vấn đề của Hoàng Anh Gia Lai. Dẫu vậy, 10 ngày chuẩn bị trước mùa giải có lẽ là chưa đủ để di cô thái khắc phục. Hàng thủ ngổn ngang Ở mùa giải năm nay, Hoàng Anh Gia Lai tập trung chiêu mộ những cầu thủ ở hàng thủ. Họ đưa về thủ môn Huỳnh Tuấn Linh, trung vệ Nguyễn Văn Việt, Nguyễn Hữu Tuấn, Kim Đông Su đội bóng phố núi cũng đưa trở lại lê đức lương trần hữu đông triều và giữ chân damir memovic gia tăng về số lượng ở hàng thủ như vậy nhưng hoàng anh gia lai lại không nhận được một tỷ lệ thuận về chất ở trận đấu thứ ba liên tiếp dưới thời kia sắc hoàng anh gia lai để đối phương ghi bàn trước kia tisak nói rằng hoàng anh gia lai chỉ mắc một sai lầm nhưng theo huấn luyện viên vũ tiến thành của sài gòn fc đội chủ nhà chỉ cần như vậy là đủ thực tế hàng phòng ngự của đội bóng phố núi không phải chỉ có một lỗi cá nhân tuyến giữa thất thế Kia Sắc cho rằng sự vắng mặt ngay sát thời điểm di chuyển từ Gia Lai đến Thành phố Hồ Chí Minh của tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh khiến ý đồ và sự chuẩn bị mà ông muốn dành cho trận đấu với Sài Gòn FC bị đổ bể. Nhưng những diễn biến trên sân thống nhất cũng cho thấy Di Cô Thái đã sai như thế nào khi đưa hai tiền vệ Lương Xuân Trường và Trần Minh Vương đã cặp cùng nhau trong khoảng một giờ thi đấu. Cả hai cầu thủ đều không phải mẫu tiền vệ mạnh về tranh chấp ở giữa sân và cũng không phải những người có lối chơi cơ động, chỉ một mình Cao Văn Triền đủ ứng phó với bộ đôi này. Phải đến khi Kiatisak đưa Việt Hưng vào sân, đồng thời kéo công phượng vào trung lộ ở 20 phút cuối, sự cân bằng giữa công và thủ của Hoàng Anh Gia Lai mới được kéo lại. Họ cũng có những cơ hội tấn công rõ ràng hơn, nhưng đáng tiếc Đức Lương hay Việt Hưng lại không thể ghi bàn. Hàng công thiếu đột biến Hoàng Anh Gia Lai dứt điểm tới 12 lần về cầu môn của Sài Gòn FC, nhưng không một lần nào được bóng phố núi ghi được bàn thắng. Sài Gòn FC cho thấy họ không phải là dạng gà mờ như những đội bóng trung bình kiểu Nam Định hay Khánh Hòa để Hoàng Anh Gia Lai có thể dễ dàng tìm kiếm bàn gỡ hòa. Quả thực ngoại trừ cú ra chân đưa bóng dội sang ngang của Việt Hưng và cơ hội đầu trận của Công Phượng, Hoàng Anh Gia Lai không có thêm những pha dứt điểm nào đáng chú ý hơn cả. Khâu chuyển hóa cơ hội thành bàn vẫn là điều mà Kia Sắc nhắc đi nhắc lại trong thời gian qua, nhưng đến giờ khi bước vào V-League, Hoàng Anh Gia Lai vẫn chưa cho thấy một tín hiệu khởi sắc. Bệnh nan y của v và nỗi buồn thời Bắc. Chừng nào tư duy chơi bóng của phần đông các câu lạc bộ v vẫn giữ nguyên như hiện tại, cơn đau đầu của huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn sẽ còn kéo dài. Vòng 1 V-League 2021 khép lại nhưng dư âm vẫn còn động lại với rất nhiều người hâm mộ Việt Nam. Bảy trận đấu đầu tiên của mùa giải 2021 chứng kiến bảy thái cực khác nhau, đem đến cho người hâm mộ những góc nhìn cụ thể về bộ mặt của các đội bóng. Trước khi giải đấu cấp độ cao nhất Việt Nam khởi tranh, ít ai ngờ được sau vòng 1 khép lại, những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch lại đang chia nhau các vị trí cuối cùng. Trong khi đó, những cái tên ít được kỳ vọng như Nam Định, Quảng Ninh thì lại đang chễm chệ ở ngôi đầu. Lượt đấu đầu tiên của V-League 2021 còn đón nhận tin tích cực khi mà chứng kiến tổng cộng 12 pha lập công, đạt hiệu suất ở mức trung bình là 1,7 bàn một trận. Trong đó, đội đang có số bàn thắng nhiều nhất sau vòng 1 đang là Nam Định với 3 pha lập công được ghi vào lưới của câu lạc bộ Hà Nội. Nói đến đây, nhiều người sẽ nghĩ đến việc V-League đang mở ra viễn cảnh về một mùa giải đầy hấp dẫn, chất lượng với sự bất ngờ trong các trận đấu. Hơn hết đây chính là điều mà người hâm mộ chờ đợi. Tuy nhiên nếu nhìn vào toàn cảnh về bức tranh vòng một V-League, những người làm bóng đá nói chung hay những người chịu ảnh hưởng trực tiếp từ V-League như huấn luyện viên Park Hang-seo, lượt trận đầu tiên của giải vô địch quốc gia để lại cho họ một cơn đau đầu vô cùng lớn. Vậy nguyên nhân vì đâu vòng một V-League đem tới sự lo lắng cho huấn luyện viên Park Hang-seo hay là những người làm bóng đá khác? Chúng ta hãy cùng nhìn vào danh sách các bàn thắng trong 7 trận đấu khép lại. Trong số 12 pha lập công được ghi, có khó khăn lắm thì người ta mới tìm được bóng dáng của các tiền đạo nội, đó là Hà Đức Trinh, người lập công duy nhất giúp Đà Nẵng đánh bại Thành phố Hồ Chí Minh. Đó là Phan Văn Đức, người thực hiện thành công quả penalty giúp Sông Lam Nghệ An giữ lại một điểm trên sân Vinh trước Bình Định. Tuy nhiên, việc hai cái tên trên lập công không có nghĩa rằng bức tranh toàn cảnh về các tiền đạo nội đang mang một gam màu sáng. Bởi nếu như ở Đức Trinh, ngoài bàn thắng trên thì cả trận đấu của anh với thành phố Hồ Chí Minh được đánh giá là chưa đạt yêu cầu. Số 9 của Đà Nẵng bỏ lỡ ít nhất là 3 cơ hội 10-10. Trong đó pha đệm bóng ra ngoài khó tin của tiền đạo đội tuyển Việt Nam khi khung thành đã bỏ trống ở phút thứ 47 khiến nhiều người phải lắc đầu ngao ngán. Về phần Phan Văn Đức, bàn thắng trên chấm penalty là không đủ để giúp cho cầu thủ này cứu lại một ngày thi đấu dưới sức trước Bình Định. Bên cạnh hai cái tên trên, nhìn vào việc những tiền đạo quen thuộc của bóng đá Việt Nam như Tiến Linh, Công Phượng, Văn Toàn, Văn Quyết đều thi đấu tịt ngòi, thầy Park có lý do để lo lắng. Bên cạnh câu chuyện buồn mang tên tiền đạo nội, vòng một V-League 2021 còn khiến nhiều người tỏ ra lo lắng khi chứng kiến sự lên ngôi mang tên bóng đá thực dụng. Nhìn cái cách mà Hoàng Anh Gia Lai bất lực trước bức tường kiên cố mang tên Sài Gòn, Hà Nội thì bó tay trước sự lan xả chắc chắn của câu lạc bộ Nam Định, chúng ta có thể hiểu ra được nhiều điều. Các tiền đạo ngoại đang là một thứ vũ khí không thể thiếu trong phần đông của các câu lạc bộ tại V-League. Đơn cử như trường hợp của Nam Định gặp Hà Nội, cả ba bàn thắng của đội chủ sân Thiên Trường đều đến từ các ngoại binh, trong đó có hai tình huống xuất phát từ pha đá phạt cố định. Hay ở trận Việt theo gặp Hải Phòng trên sân hàng đẫy, bộ đôi tiền đạo Fagan và Jomelin của đội khách gần như đã làm tất ở mặt trận tấn công, Tình huống phản công ghi bàn thắng duy nhất trận đấu có công lớn của Fagan khi anh cướp bóng dũng mãnh từ hậu vệ đội bạn, dứt điểm chéo góc buộc Nguyên Mạnh phải phá bóng. Nhiệm vụ của Phú Nguyên là quá dễ dàng với pha đệm bóng và lưới trống. Vậy đặc điểm chung của các trận thắng của cả Hải Phòng và Nam Định là gì? Đó chắc chắn phải là lối đá nhồi bóng tối đa cho ngoại binh một cách đầy thực dụng. Huấn luyện viên Alfred Rieder từng nhận xét bóng đá Việt Nam là xây nhà từ nóc. Điều đó đã và đang được cải thiện trong vài năm qua khi các lò đào tạo bóng đá chuyên nghiệp liên tục được xuất hiện, đem tới nhiều thành công vang dội cho bóng đá nước nhà. Ấy vậy, thực trạng này bây giờ lại chuyển sang là vấn nạn của các câu lạc bộ tại V-League 2021. Sau hàng chục năm, phần đông các câu lạc bộ vẫn giữ thói quen lệ thuộc vào tiền đạo ngoại. Nói sử dụng các tiền đạo ngoại là xấu là một nhận định hoàn toàn sai. Tiền đạo ngoại nói riêng hay các ngoại binh nói chung mang tới nhiều mặt lợi cho giải đấu nước nhà. Đó là về trình độ, về sự chuyên nghiệp và hình ảnh của cả bộ mặt giải đấu. Vậy cái sai ở đây là gì? Đó phải là tư duy chơi bóng của các đội bóng. Hãy nhìn cái cách mà K-League sử dụng tiền đạo ngoại. Họ vẫn sử dụng trung phong cắm là ngoại binh như Việt Nam, nhưng các đội bóng của Nhật Bản hay Hàn Quốc lại lựa chọn lối đá tấn công áp đặt, có mảng miếng phối hợp rõ ràng thay vì cứ nhồi bóng lên cho ngoại binh như ở Việt Nam theo kiểu tiền đạo ngoại tự xử. Sẽ không hoa khi nói rằng đây là một căn bệnh nan giải với V-League nói riêng hay bóng đá Việt Nam nói chung, bởi lẽ hoàn toàn là vấn đề về tư duy, việc giành xuất cho các tiền đạo ngoại vẫn luôn là cách dễ nhất để mang về chiến thắng. Và hơn hết, nếu tư duy ấy còn tồn tại, thì ông Park chắc chắn sẽ đau đầu. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin bóng đá trong ngày của kênh bóng đá 24h TV. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Mọi ý kiến trái chiều mời các bạn để lại trong phần bình luận bên dưới để đội ngũ của chúng mình có thể kịp thời trả lời. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin bóng đá tiếp theo.